Thưa quý vị và bà con nông dân, nói đến giống thanh long ruột đỏ là nói đến giống cây trồng đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay, chủ yếu được trồng ở các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Long An. Gần đây, một số nông dân ở Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang cũng bắt đầu trồng giống quy mô lớn. Chương trình hôm nay xin giới thiệu mô hình phát triển của giống thanh long ruột đỏ này tại tỉnh Tiền Giang. Giống thanh long ruột đỏ được trồng đại trà là trước năm 2010, nếu trồng đúng cách, sau 8 đến 10 tháng có thể cho trái và mỗi năm thu hoạch khoảng 7 đến 8 lần, sản lượng từ 30 đến 40 tấn một hecta. Nếu giá thị trường dao động từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký, sau khi trừ hết các chi phí, dự kiến thu lời khoảng trên 400 triệu đồng một hecta. Thanh long ruột đỏ phù hợp với nhiều loại đất, kể cả dùng đất ngập mặn, nhiễm phèn và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Về thời vụ, có thể xuống giống quanh năm, nhưng tốt nhất là vào đầu mùa mưa. Thanh long ruột đỏ ra trái nhiều nhất từ tháng 3 đến tháng 11 âm lịch. Mới đây, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam đã lai tạo từ thanh long ruột trắng của Việt Nam và thanh long ruột đỏ Colombia để cho ra giống thanh long ruột đỏ Long Định H14, chuyển giao cho nông dân trồng, đem lại hiệu quả. Thưa quý vị và bà con nông dân, với ưu thế không kén đất, năng suất sản lượng và giá cả vượt trội, ngoài huyện Chợ Gạo, huyện Tân Phước, hiện nay tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, có hộ cũng đã canh tác hiệu quả giống thanh long này. Đây là cây có tiềm năng kinh tế bền vững. Chúng ta cùng tham quan mô hình sau đây. Là một trong những người đi tiên phong trong việc trồng thanh long ruột đỏ ở Gò Công, hơn 6 năm qua, mô hình trồng thanh long của ông Cao Xuân Nguyện, ấp Nam Châu, xã Bình Đông, thị xã Gò Công đã cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn thanh long ruột đỏ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nói thì dễ, nhưng để trồng được giống thanh long ruột đỏ ở vùng đất phèn mặn, khu vực ngọt quá Gò Công không phải dễ. Do đó, năm 2009, sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, đặc tính sinh trưởng và phát triển của cây thanh long ruột đỏ, ông Cao Xuân Nguyện đã mạnh dạn đặt cây giống từ diện cây ăn quả miền Nam với diện tích 1,6 hectare. Thưa chú, thì đây là dùng nước mặn. Trước kia chú có tìm hiểu như thế nào về cái thanh long này mà chú mạnh dạn áp dụng thanh long vào cái mảnh vườn của mình không? Dạ, nếu mà dùng đất Gò Công mình á, nhất là ở cạnh cái sông Sò Rạp đó, thì mặc dù là nhà nước đã ngọt quá cái vùng Gò Công này, nhưng mà trong cái đất đó cũng còn phèn và nó cũng còn cái độ mặn. Nhưng mà dưới cây thanh long thì phát triển rất là tốt. Bởi vì xưa giờ ông bà ta thì đã có trồng thanh long trên những cây đứa tức là cây của nước mặn. Cây đứa, cây dẹt đó là cây của vùng nước mặn, nhưng mà ông bà cũng thả thanh long trên đó vẫn có trái và thanh long ruột trắng. Thành ra mình thấy rằng xưa ông bà mình đã trồng được thì mình tin tưởng rằng là cây thanh long nó chịu đất này. Và mình đã trồng thí nghiệm thấy được phát triển tốt, cho nên mình mạnh dạn mình đầu tư trồng. Hơn nữa cái vùng đất này là một mẫu hai này, đất này là không có làm ruộng được 3 vụ. Mặc dù ngọt quá nhưng mà là có 1 vụ mà năng suất rất kém. Vậy cho nên tôi có cái ý định là phải chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng. Chọn một loại cây nào đó nó thích hợp với đất mà cái năng suất nó cao, hiệu quả kinh tế cao để nó có lợi cho cái kinh tế gia đình. Thành ra tôi mới mạnh dạn trồng một mẫu hai này. Và hiện nay thì chú thấy là cái năng suất và cái chất lượng trái như thế nào chú, so với những vùng khác hả chú? Cái chất lượng trái của mình ở đây á, thì thường khi những cái vùng đất Gò Công này, cái trái cây cái nào cũng ngọt hơn. Ví dụ cây xoài ở đây cũng ngọt hơn những chỗ khác, cái đu đủ ở đây cũng ngọt hơn. Cái gì nó có chất lượng hơn, mặc dù đất thì mặn phèn, nhưng mà khi mà ra lượng trái thì nó lại ngon ngọt hơn chỗ khác. Cho nên thông lên thanh long này á, là mình bán xuất khẩu là không ai chê hết. Trên cơ sở những thành công bước đầu, năm 2011, ông tiếp tục đầu tư trồng thêm 1,6 hectare thanh long ruột đỏ H14, đồng thời cung cấp cây giống, chuyển giao kỹ thuật trồng thanh long cho bà con nông dân có nhu cầu. Theo ông Cao Xuân Nguyện, khi mới trồng thanh long trên vùng đất phèn mặn Gò Công, ông rất lo. Tuy nhiên, năm đầu tiên cho thu hoạch hơn 2 tấn trái, thu lãi hơn 80 triệu đồng. Với đặc thù ở vùng đất phèn mặn Gò Công này, thanh long cho trái rất ngon, vị ngọt đậm đà hơn những vùng khác. Điều này đã thôi thúc ông mạnh dạn mở rộng mô hình.
Thưa chú, thì khi mà chú trồng xuống vậy thì chú quy hoạch polyp như thế nào, có khác so với cái vùng đất Chợ Gạo không chú? Ở đây thì mình trồng, mình nếu như ở đây là vườn thì mình khỏi lên liếp, mình chỉ đánh mương cho nó thoát nước thôi, vì cây thanh long coi như nó cũng không chịu nước. Còn nếu mà dưới kia thì ruộng á, ruộng thì mình mướn cô bè móc mương lên liếp. Vậy thì mình trồng cái khoảng cách là khoảng bao nhiêu? Khoảng cách tiêu chuẩn là 2m7, cách hàng 2m7. Dạ, rồi cái kỹ thuật lên mô của chú như thế nào? Mình lên thí dụ như ruộng thì mình lên liếp rồi xong rồi mình dung mô lên, chắc nó cao, cái đỉnh mô cao hơn cái mặt đất liếp thì chừng khoảng 3 tấc. Dạ, cái mô đó rộng không chú? Khoảng... Dạ, cái mô rộng chắc đường kính khoảng 1m. Dạ, đường kính 1m. Dạ, thì lúc đầu chú lên cái mô như vậy thì cái trong cái mô đó chú có xử lý phân thuốc như thế nào? Dạ có, dạ, mình phải đào cái lỗ rồi mình để phân chuồng. Phân chuồng cũng khoảng chừng 20-30 kg phân chuồng quay á. Rồi trong đó mình phải để chừng vài ký lân. Vài ký lân giống như bón lót á, giống như là cái kho dinh dưỡng cho cái bụi sau này. Và để cho cây thanh long thì phát triển tốt đến như bây giờ thì những cái bước mà bón phân của chú á, có khác gì so với những vùng đất khác không chú? Nó cũng vậy thôi à. Giờ thì khi mà lúc mà cây thanh long thì cho trái thì lúc đó mình bón phân như thế nào, xử lý phân? Dạ, nếu mà khi mà nó gần ra hoa đó thì mình lại đổi, mình xài ít cái đạm lại, mà mình phải tăng cường cái lượng kali. Tức là mình đổi qua cái NPK. NPK đang cho cái độ rễ nó phát triển mạnh, nó có kali đó, với có lân đó, nó phát triển mạnh bộ rễ để nó nuôi cái thân cây nó phát triển cái nhanh. Theo ông Cao Xuân Nguyện, do đây là cây chịu được nắng và nhiệt độ cao, thích nghi phèn mặn. Quan trọng là phải chủ động được nguồn nước tưới, nắm vững kỹ thuật bón phân, chăm sóc và phòng ngừa sâu bệnh, thì có thể trồng được thanh long ruột đỏ hiệu quả. Thưa chú, thì con cũng đã từng đi làm ở Bình Thuận, cũng làm cây thanh long này. Và con được biết thì ở trên đó thì người ta cũng sử dụng rơm để người ta bao phủ. Và chú ở đây chú cũng sử dụng như vậy. Mà sao con thấy là cái vùng Chợ Gạo đâu không có sử dụng rơm mà để phủ cái gốc như vậy, thì chú là phủ như vậy thì ở đây có tác dụng gì chú? Cái rơm này á, nó có tác dụng là nó giữ độ ẩm. Nó có cái lợi là nếu mà mình gấp thanh long mình tủ rơm á, thì như vậy là một ngày tưới mình nghỉ được 2 ngày. Tức là một ngày tưới nghỉ 2 ngày rồi tưới 1 ngày. Còn nếu mình không có tủ rơm á, thì mỗi ngày mỗi tưới. Cho nên cái rơm nó có lợi vậy. Thưa chú, thì ở đây nước tưới chú lấy nguồn gốc từ đâu chứ? Cái nước tưới này thì lấy từ cái nguồn nước mà ngọt quá Gò Công á. Thì có những con kinh nó dẫn vô ở trong cái địa bàn này. Mà có cái thuận lợi á, là cái vườn của mình nó trải dài. Cho nên là kinh nó đi ngang qua hai đoạn. Và cho mình lấy nước kinh lên mình tưới. Cho nên nước là dư giả, không thiếu nước. Thưa chú, thì đối với mùa mưa như thế này thì một ngày mình tưới vào khoảng bao nhiêu lần là đủ cho thanh long hả chú? Mình có tủ rơm vậy thì một ngày tưới nghỉ 2 ngày. Còn bữa nào có mưa mình khỏi. Còn so với mùa nắng, mùa mưa thì có khác nhau như thế nào chú? Mùa mưa nhưng mà nếu không mưa là mình cũng tưới à. Thí dụ như mùa mưa, cái lúc nào mưa thì mình nhắm cái đường độ mưa. Nếu độ mưa độ ẩm nhiều, nó cỡ như mình tưới hơn thì có thể mình nghỉ 3-4 bữa cũng được. Nhưng mà thấy đất nó khô mình phải thăm chừng. Để mình nhắm chừng cái đất nó khô rồi mình bắt đầu tưới lại. Mặc dù nằm trong vùng ngọt quá Gò Công, tuy nhiên đa số người dân ở đây chỉ làm lúa được 1-2 vụ, năng suất thấp. Do đó, vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi luôn là vấn đề đặt ra cho xã Bình Đông nói riêng và khu vực Gò Công nói chung. Mô hình thanh long ruột đỏ của ông Cao Xuân Nguyện đã mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân ở các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang. Thưa anh, thì đây là mô hình trồng thanh long đầu tiên của Bình Đông. Thì anh thấy qua đây thì chú Nguyện áp dụng cái thanh long này vào trồng cái vùng đất này, anh thấy là đang bước đầu đem lại cái hiệu quả và năng suất như thế nào? Đó là sau khi gọt quá của khu 2 vùng 3 của cái thị xã Gò Công từ năm 1997 tới năm 2009, đó thì
trong cái thời gian đó thì ông Cao Xuân Quyện ông trồng rất là nhiều cái mô hình, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thành công. Thì vào năm 2009 ông đã nghiên cứu ở trên mạng cũng như học hỏi kinh nghiệm, đem cái giống thanh long ruột đỏ này về trồng tại khu vực Gò Công. Đầu tiên thì ông đem về chỉ trồng với 30 sào thôi, rồi dần dần tới năm nay thì ông đã nhân rộng được, là phần đất của ông là 3 mẫu trên cái phần đất của xã Bình Đông thị xã Gò Công. Và như vậy thì với 3 mẫu này thì hàng năm ông thu hoạch rất là tốt, đạt hiệu quả từ cái mô hình đó, và được nhân rộng ra thêm là được 4-5 hộ của cái xã Bình Đông. Và cũng với cái trái, với cái giá cả như thế này, ổn định thế này, thì tôi cũng nghĩ rằng đối với xã Bình Đông sẽ còn là nhiều hộ để nhân rộng cái mô hình này ra, nhất là cái ấp Lạc Hòa của xã Bình Đông là khu vực hiện thời bây giờ vẫn còn là phèn mặn của cái xã Bình Đông. Thưa quý vị và bà con nông dân, đối với vùng ven biển phía đông của tỉnh Tiền Giang, việc trồng thành công giống thanh long ruột đỏ như mô hình vừa tham quan đã mở ra triển vọng mới cho vùng đất vốn phèn mặn này, để giúp nông dân vùng ven biển có thêm cơ sở mạnh dạn ứng dụng loại cây trồng này vào canh tác. Mời quý vị và bà con nông dân cùng tham khảo phần tư vấn sau đây. Kính thưa bà con nông dân, thì đối với cây thanh long là một trong những loại cây ăn quả, nó dễ trồng, nó cũng dễ thích nghi với điều kiện sinh thái ở tỉnh Tiền Giang. Thì trước đây thanh long được trồng ở chợ gạo, thì hiện nay thì thanh long cũng đã được bà con nông dân đưa vào trồng ở vùng Tân Phước, vùng Ngọt Quá, Gò Công. Thì để trồng thanh long đạt hiệu quả cho năng suất và phẩm chất tốt, thì chúng ta cần phải lưu ý là một số cái điểm, ví dụ như là đối với cây thanh long thì ở vùng Ngọt Quá, Gò Công thì chúng ta trong quá trình lên mô cần là thiết kế làm sao để mà có thể là đủ nước tưới vào mùa nắng, và cái cây mương liếp có thể là thoát nước tốt vào mùa mưa. Thì cái mô đất trồng thì chúng ta nên là có là phân hữu cơ, quay mục hoặc là phân ủ, và chúng ta cần nên là có thêm lân để cho cái cây con nó, cái bộ rễ nó phát triển tốt. Và chúng ta khi trồng thì chúng ta nên chú ý là cái trụ trồng thì phải cao khoảng chừng 1m2 đến 1m4. Thì khi mà đặt cây con thì chúng ta nên là đặt vào cái đầu mùa mưa, để mà có thể là khi mà mưa xuống thì có thể cung cấp cái nước tưới cho cây trồng. Và khi trồng thì chúng ta có thể là giai đoạn cây con thì chúng ta có thể là hòa cái phân vào nước để tưới, để giúp cho cái bộ rễ mau phát triển. Và chú ý là chúng ta có thể dùng rơm rạ hoặc cỏ khô để mà tủ gấp, để giảm cái thất thoát hơi nước, giúp cho cái bộ rễ cây con phát triển và cây con nó thể là mau ra rễ, ra đọt để leo lên đến đầu trụ. Và đối với cái cây mà trưởng thành đã cho trái trong cái giai đoạn kinh doanh, khi mà bón phân á, chúng ta bón cần bón là cân đối đủ đạm, lân kali và một số nguyên tố trung vi lượng. Đặc biệt là nên bón theo cái giai đoạn sinh trưởng của cây. Đối với thanh long thì sau khi thu hoạch thì tiến hành tỉa cành tạo tán để mà giúp cho cái cây nó ra đọt mới. Thì cái giai đoạn này thì cây cần cái lượng đạm nhiều, lượng lân và kali tương đối trung bình, để mà cây nó ra mau ra cành và cái cành nó mau thuần thục. Và cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn là trước khi cái cây ra hoa 1 đến 2 tháng thì chúng ta có thể là bón tăng cái lượng lân, cái lượng đạm thì cần ở mức trung bình, tăng cái lượng lân và kali. Thì giai đoạn này thì giúp cho cành nó mau thuần thục và nó có thể là phân hóa mầm hoa tốt. Đối với thanh long thì
chúng ta biết rằng nó ra hoa nhiều đợt. Ra hoa nhiều đợt, do đó mà chúng ta có thể là chia cái lượng phân ra nhiều lần bón cho dễ. Và cái giai đoạn này đặc biệt là đạm lân ở mức trung bình và cái kali chúng ta nên bón là vào cái giai đoạn này để mà tăng cái phẩm chất của trái, làm cho trái ngọt và cái màu sắc của vỏ trái nó đẹp. Chúng ta có thể bổ sung thêm một số nguyên tố canxi, magie, tức là trung vi lượng, bằng cách là phun vào lên trái qua những cái loại phân bón lá mà có chứa các nguyên tố đó. Lưu ý là phun thêm một số phân bón qua lá có chứa canxi để giúp cho cái trái nó, thịt trái nó chắc và cái màu sắc vỏ trái nó đẹp. Đó là một số cái ý trao đổi cùng bà con nông dân, thì là để giúp cho bà con nông dân trồng thanh long mà tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong cái vùng mà ngọt quá Gò Công. Xin kính chào. Chương trình cây lành trái ngọt của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Những thông tin kỹ thuật có liên quan trong quá trình canh tác cây thanh long ruột đỏ, quý bà con có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với số điện thoại 0989 692 904 để được hướng dẫn cụ thể hơn. Thân ái chào tạm biệt.